cậu bé 13 tuổi bị cắt tạng cho 7 người, gây phẫn nộ dư luận. Sinh mạng cậu bé 13 tuổi chấm hết khi hoạt động hiến tạng bắt đầu. Theo các bác sĩ, nội tạng và mô của cậu đã giúp ít nhất 7 người sống lại. Nghe thì khá cao thượng, nhưng đằng sau đó lại là một câu chuyện khiến dư luận phẫn nộ, cùng nhiều nghi vấn về tội ác, giết người cướp tạng. 9 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 2023, một học sinh lớp 8 họ Giang đã tranh cãi với bạn học Lưu Cương Hán. Sau đó, Giang đã đẩy Lưu lên bục giảng lớp học. Với sự hỗ trợ của bạn cùng lớp họ Hoàng, Giang đã dùng chổi đánh vào đầu của Lưu, sau đó còn đấm nhiều cái vào đầu Lưu. Giáo viên đã thông báo cho bác sĩ của trường và gọi đường dây nóng khẩn cấp. Lưu Cương Hán được đưa đến bệnh viện. 19 ngày sau, bệnh viện xác định Lưu đã chết não và khuyên gia đình cậu bé nên hiến nội tạng. Ngay sau khi cậu bé hiến tạng, tài khoản Weibo chính thức của tuần báo tin tức Trung Quốc đã đưa tin về vụ việc này. Đây không phải là kênh tin tức bình thường ở Đại Lục, mà là tờ báo duy nhất được đưa vào hội trường của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Thế nhưng tờ báo này là chỉ nhấn mạnh vào việc cậu bé đã hiến tạng cứu 7 người. Tin tức nhanh chóng lan tỏa, khiến cư dân mạng phẫn nộ. Nhiều người đã để lại bình luận không hài lòng, chỉ trích nói rằng: "Hãy tập trung vào kẻ bắt nạt. Đứa trẻ này lẽ ra có một tương lai tươi sáng, chứ không phải trở thành ngân hàng nội tạng. Có phải để tuyên truyền rằng cậu bé chết kịp thời, chết có ích không? Để thu lấy nội tạng, chính phủ Trung Quốc đang tạo ra nhiều cái chết. Trong trường hợp của Lưu Cương Hán, ban đầu bệnh tình của Lưu rất nhẹ nên họ đã gây mê cho Lưu, giả vờ rằng cậu bé hôn mê và bị bệnh nặng. Sau đó cố gắng thuyết phục cha mẹ cậu từ bỏ việc điều trị và khuyên họ hiến tạng. Ngoại trừ một số phụ huynh biết sự thật, còn rất nhiều người đã bị lừa. Đây là một bi kịch của nhân loại và là một điều đáng phẫn nộ. Tôi có một người anh bị tắc ruột. Bác sĩ cũng khuyên anh nên hiến nội tạng. Gia đình anh không đồng ý hiến nội tạng nào cả. Cuối cùng anh đã được xuất viện và hiện đang sống tốt. Con gái của anh cả tôi bị ngã khỏi giường, phải nhập viện nửa tháng vì sốt. Bác sĩ khuyên họ từ bỏ việc điều trị và hiến tạng và có thể nhận được một khoản tiền. Anh cả của tôi không đồng ý. Sau vài ngày, cơn sốt của đứa trẻ giảm dần và cháu dần bình phục. Bây giờ mọi thứ đều bình thường. Về vấn đề này, ông Quảng Kiến Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Đài Loan cho biết, có rất nhiều người ở Trung Quốc cần cấy ghép nội tạng và số tạng vẫn chưa đủ. Những người trẻ này đã trở thành mục tiêu của họ. Chính phủ không có ràng buộc về đạo đức và thiếu sự giám sát pháp lý. Vì vậy, vụ việc này có thể cũng là một vụ thu hoạch nội tạng. Toàn bộ người dân Trung Quốc giống như những trang trại nội tạng, như những siêu thị hàng hóa thực phẩm tươi sống, không ai được an toàn. Tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu từ cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999 và mọi người ở Trung Quốc đều có thể trở thành nạn nhân. Ngay từ đầu, nếu có ai đứng lên chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công do cựu bí thư Giang Trạch Dân phát động và nếu hành vi tội ác mổ cướp nội tạng này được chấm dứt, thì người dân Trung Quốc ngày nay đã không phải gánh chịu những thảm họa này.